Giờ mình đi đâu vậy Lexin? Đi xuống dưới. Đi xuống đói làm cái gì? Đi bơi. Tại sao mình phải đi bơi? Cho vui. Tại sao lại phải vui? Cho vui. Cho vui. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Người cá Tiun và người cá Lexin sẽ đi bơi chung với nhau. Chúng ta sẽ đi bơi trong thời tiết rất là đẹp. Thời tiết đẹp của người cá là sao Lexin? Hồ bơi. Người cá thích bơi nhất trong thời tiết như thế nào? Trời mưa. Lexin có thích đi bơi trong trời mưa không? Tại vì lúc bơi thì mưa thì giống như massage. Massage luôn đúng không? Cây mai. Lexin có muốn nhiều bạn ở Việt Nam trở thành người cá không? Muốn không? Đang ở hồ bơi thì có nhiều người cá bơi không? Người cá là chỉ cần bơi thôi vẫn khỏe mạnh, không cần phải tập võ. Wow, hồ bơi của chúng ta kìa các bạn ơi. Hồ bơi này chỉ có mình người cá Tiun với người cá Lexin bơi thôi. Chúng ta thật là sung sướng. Người cá Lexin đây. Ô, ai xả rác xuống nước kìa người cá Lexin? Tao biết đâu. Nhiệm vụ của người cá là gì? Lụm rác thải dưới nước. Lexin hãy bơi xuống lụm hết rác thải dưới nước nha. Ok. Ok. Rồi. Sẵn sàng chưa? Chưa. Yeah. Người cá Lexin sẽ làm gương cho các bạn trẻ xem. Cô ấy sẽ bơi xuống nước để lụm rác thải. Có quá nhiều bao bịch ni lông bị thải xuống nước. Rồi lên YouTube luôn. Cho lên YouTube Tiun luôn. Vui không? Vui không? Trời ơi, nguy hiểm quá vậy đó Lexin. Xém nữa là giết người vậy đó Lexin. Quá hay, quá hay, quá hay. Rất vui được làm quen với tất cả mọi người hôm nay nhé. Chào mừng các bạn đến với trò chơi thi nhảy xuống nước. Ai nhảy đẹp nhất là người chiến thắng. Giới thiệu. Mình chúng em là học sinh trường LHS. Hôm nay tuyệt vời. Good divine. Rồi em thích xin. Còn mấy em nữa vô luôn đi. Lên lên đây. Bởi cái gì cũng được. Được rồi. Bay qua đây đi. Đây mình đi hồ. Tấm điện quang nữa. Quay cho tuyệt hồn bởi gì ta. Mày nghĩ cái lâu đi khỏi. Lexin ơi, bây giờ Lexin hãy đi kiếm anh chị nào ở trên bờ, Lexin đẩy xuống nước hết đi. Để xuống đây người cá Tiun bắt ăn thịt. Bây giờ người cá Lexin đang âm mưu đẩy mọi người xuống nước. Này ở dưới nước sẵn rồi. Kìa. Anh làm gì em đâu. Lexin, chỉ với anh đánh vần lại chữ đăng ký đi. Subscribe. Em biết tiếng Campuchia không? Campuchia, Campuchia và con cạp. Ai đó? Nói chuyện thề. Đây là chuyện luôn. YouTuber. Bây giờ mày làm sao? Ê, còn mày đang học sớm của mày. Sập băng điện. Giờ muốn học sớm đi. Lên. Lên lên.